Xin chào, đây là khóa học miễn phí tại nền tảng học đồ họa online lớn nhất Việt Nam, Digital Academy. Chúng tôi có rất nhiều khóa học từ miễn phí, trả phí, từ cơ bản đến nâng cao. Bạn có thể truy cập website digital.academy để tìm khóa học mà bạn yêu thích. Chào các bạn, thì sau khi mà mình nói về một số các cái trick và tip để cho mình vẽ, thì bây giờ bài hôm nay mình sẽ nói qua về màu da để các bạn nắm sơ qua khi mà các bạn vẽ từ trắng đen đi lên nha. Thì đầu tiên á, cái vùng da của mình á, thì nó sẽ được chia khoảng 3 cái vùng lớn. Thì với cái diện trán á, cái màu da nó hơi vàng hơn. Cái diện giữa chỗ gò má mình màu da nó hơi ửng đỏ hơn. Và cái phần cằm mình màu da nó sẽ lạnh hơn. Thì cái này á, thì người ta để cho các bạn dễ hình dung thôi. Chứ thật sự thì cái da mình á, nó biến chuyển rất là nhỏ thôi ha. Các bạn sẽ thấy này, nó sẽ vàng xong rồi nó ửng đỏ hoặc là nó bị xanh lạnh hơn. Một cách rất là tinh tế thôi nha. Chứ không phải là nó đỏ vàng xanh mạnh như thế này. Cái này là để cho giúp mình dễ hình dung thôi. Rồi cái đó là cái các bạn cần để ý đầu tiên về các cái vùng da lớn của mình. Cái thứ hai á, các bạn cần chú ý á, là các cái vùng da của mình với cái chân dung á, thì nó sẽ ửng đỏ ở những cái vùng là cái phần đầu xương. Ví dụ như là cái phần đầu xương cằm, hoặc là phần xương gò má, hoặc là cái phần xương hốc mắt của mình. Nó sẽ ửng đỏ ở phần mũi nữa và cái phần tai của mình ha. Đó là những cái vùng mà mình thấy ửng đỏ. Đây mình có thể ghi chú lại cho các bạn dễ hình dung này. Những cái vùng đỏ nó sẽ có cái phần mũi của mình này. Cái phần mũi của mình là ửng đỏ ha, cái phần gò má ửng đỏ, phần tai ửng đỏ ha, cái phần ngay cái chỗ đầu cằm nó cũng sẽ ửng đỏ này. Các bạn có thể nhìn cái này nè, cái hốc mắt của mình đó, nó cũng sẽ ửng đỏ. Đó là những cái mà mình lưu ý khi mình vẽ cái màu da của mình. Tiếp tục á, cái phần thứ ba mà mình cần biết là cái da của mình á, nó sẽ có một cái độ trong suốt nhất định. Nó giống như là cái sáp nến của đèn cầy vậy đó. Vậy nên các bạn thấy nè, khi mà người ta vẽ nếu mà mình vẽ như này thì cái màu da trong nó sẽ hơi nhợt nhạt. Thì cái chỗ mà ranh giới chia giữa mà sáng và tối á, thì cái màu da mình nó thường nó ửng đỏ lên ha. Các bạn thấy nó sẽ ửng đỏ, ửng tươi lên. Thì cái đó mình sẽ cảm giác cái màu da nó có cái độ trong trẻo hơn. Nó giống như là sáp nến vậy đó. Các bạn có thể thấy nè. Đó, ngay chỗ ranh giới sáng tối nó sẽ ửng đỏ lên tí xíu. Rồi, đó là ba cái lưu ý chúng ta cần lưu ý khi mà vẽ màu da ha. Về cái việc là những cái vùng lớn này, rồi những cái vùng mà ửng đỏ này, hoặc là cái chỗ mà giáp ranh giữa sáng và tối. Rồi, không để các bạn chờ lâu thì bây giờ mình sẽ thử vẽ thử một cái mẫu, một cái khối cầu da để cho các bạn dễ hình dung cách sử dụng ha. Rồi mình tạo một cái layer mới này, Ctrl Shift N tạo layer mới. Rồi mình bấm L tạo vùng chọn, mình giữ Shift để tạo một cái khối cầu tròn như này đi ha. Rồi mình chọn một cái màu sáng bình thường này, mình bấm Alt+ Backspace để mà đổ màu vào. Alt+ Backspace. Rồi mình bấm Ctrl D thoát khỏi lệnh ha. Mình lại tạo một layer mới, Ctrl Shift N tạo layer mới. Mình hay sử dụng phím tắt á. Còn nếu các bạn muốn tạo layer mới bình thường, các bạn có thể bấm vào phím này. Rồi mình tạo layer mới thì để clip in mask xuống thì mình bấm Ctrl Alt G. Rồi mình chọn một cái cọ mềm thôi nha, để mình vẽ một cái khối cầu cho nó nhanh thôi. Rồi mình phóng to cái cọ lên một xíu. Rồi mình chọn cái màu sáng hơn. Rồi mình vẽ vào phía dưới này. Rồi đó, thì mình vẽ được cái vùng da của mình như thế này ha. Rồi cái layer này nếu mà các bạn thấy nó bị sáng quá thì mình có thể chọn cái layer này, mình bấm Ctrl U và mình giảm cái lightness xuống cho nó tối lại xíu. Rồi đó, thì với digital painting thì các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh các cái sắc độ một xíu ha. Còn layer con này nếu các bạn thấy nó chưa đủ sáng, các bạn cũng có thể bấm Ctrl U để mà tăng cái độ sáng của nó lên xíu. Rồi đó, mình có một khối cầu trắng đen trước ha. Thì bây giờ để vẽ màu lên á, thì mình tiếp tục tạo một layer mới, Ctrl Shift N tạo layer mới và Ctrl Alt G để mà clip in mask nó xuống. Thì bây giờ mình không thể dùng cái layer normal được, nếu như vậy thì mình tô nó đâu có ý nghĩa đâu đúng không, nó bị mất cái khối mất. Vậy thì mình sẽ sử dụng các cái mod layer. Thì có hai cái mod layer các bạn có thể sử dụng là short line với layer color. Thì cái layer short line nó cho mình blend màu tốt hơn, còn layer color nó cũng sẽ có cái tốt nhưng mà mình sẽ không thích sử dụng nó lắm, bởi vì nó sẽ bị đậm cái khối của mình ha. Như thế này thì mình cảm thấy là nó không có, mình không có thích nó lắm. Các bạn vẫn có thể sử dụng nha. Mình sử dụng linh hoạt giữa ba cái layer là soft light, color, rồi các cái mod layer khác các bạn cứ điều chỉnh thì mình sẽ tìm hiểu được nhiều thứ hơn nha. Rồi thì bây giờ để không rồi bây giờ mình ghi lại những cái mod layer các bạn cần nè. Đó, nó có sẽ rất là nhiều cái mod layer, các bạn cứ kéo lên kéo xuống để các bạn tìm hiểu. Thì mình thì để mà vẽ màu thì mình sử dụng ba cái thôi là soft light,
color overlay ha. Có thể là color dot nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái layer là soft light. Mình chọn một cái màu da hơi vàng vàng cam cam thôi ha, để mà mình ấy cái màu vào. Rồi mình cho một cái màu hơi vàng vào. Các bạn đừng có sợ là lỡ những cái màu này nó bị tươi quá. Không sao hết, tươi thì mình có thể chỉnh lại được hết. Ví dụ như màu này các bạn thấy nó tươi đi, các bạn có thể bấm Ctrl U để thay đổi cái màu đó mà, đúng không? Các bạn có thể cho cái màu nó tươi hơn, đậm xuống xíu, hay sao đó. Các bạn có thể bấm Ctrl B, Ctrl Balance để các bạn cho cái màu nó đậm hơn. Để mình điều chỉnh, tinh chỉnh nó xíu. Ctrl U. Rồi, đó, cái màu da nó sẽ khoảng khoảng như thế này ha. Rồi, thì các bạn cứ tạo layer mới để cho mình có thể muốn sửa thì mình sửa cho nó nhanh ha. Bây giờ mình tạo layer mới tiếp tục. Ctrl Shift N, bấm Ctrl Alt G để tạo thành layer con. Bây giờ mình sẽ biết một cái màu nó tươi hơn, nó sáng hơn ha. Mình chọn cái màu vàng hơn nè. Mình cũng kéo nó ra sáng hơn nè. Rồi bây giờ mình vẽ vào để cho nó sáng lên xíu. Đó các bạn thấy ha. Đó nó ra được cái vùng màu da cho mình. Rồi cái vùng này thì mình cho nó đỏ, ửng đỏ hơn tí xíu. Mình bấm Ctrl B để mình cho nó ửng đỏ hơn chút xíu. Mình kéo qua màu đỏ này các bạn ha. Đó, mình có thể kéo cái này qua tí xíu để mình điều chỉnh cái màu da của mình. Rồi, đó, cái màu da của mình như thế này ha. Rồi mình có thể thêm các layer mới tới tiếp. Mình vẫn sử dụng là cái mod là soft light ha. Rồi cái mod này mình sẽ sử dụng vẫn là soft light luôn. Mình sử dụng soft light ha. Thì các bạn có thể thấy là cái vùng phía dưới này mình muốn ửng xanh. Hoặc là ửng đỏ thì đó mình tùy ha. Mình muốn nó ửng xanh xanh hơn xíu, là lạnh lạnh hơn xíu. Rồi đó, các bạn thấy là cái màu da mình nó đã hiện ra được ha. Rồi, các bạn còn nhớ không, cái chỗ ranh giới giữa sáng và tối á, mình có thể tạo cái layer overlay để nó tươi lên tí xíu, hoặc là các bạn có thể dùng soft light mà cái màu nó đậm hơn ha. Rồi, bây giờ mình tạo layer mới này. Ctrl Alt G để mà click in mask nó xuống. Mình chọn cái mode của nó, ví dụ bây giờ mình chọn cái mode vẫn là soft light đi ha. Rồi, mình chọn cái màu ẩn tươi hơn. Đây, mình vẽ vào. Mình vẽ vào cái ngay chỗ ranh giới á, để cho nó ẩn tươi ngay chỗ đó. Đó, nó sẽ ra cái phần màu da cho mình hiện lên rất là rõ ha. Rồi bây giờ cái phần bên sáng này nè, bây giờ mình muốn sáng hơn á thì mình có thể sử dụng các cái layer, cái mod của nó là có thể là overlay ha. Rồi mình chọn overlay, mình chọn cái màu sáng sáng trắng trắng hơn để mình vẽ vào. Đó, cho nó sáng lên xíu, mình cho nó hơi vàng vàng xíu ha. Đó, để cho nó ửng tươi lên. Đó, thì khi đó là các bạn đã vẽ được một cái gam màu da một cách đơn giản ha. Rồi, thì cái cách vẽ của mình thì hy vọng sẽ giúp cho các bạn có thể vẽ cái màu da từ cái bức vẽ chân dung trắng đen đi lên một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thì để mà các bạn dễ hiểu, các bạn có thể tập vẽ một cái khối cầu da như thế này thì các bạn sẽ hiểu được về cái cách sử dụng ha.